Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khám phá La Kỳ. Các bạn thân mến, thiên nhiên luôn ẩn chứa rất nhiều những điều bí ẩn và bất ngờ và theo đó thì có nhiều loài động vật từng được con người phát hiện. Tuy nhiên, trong số chúng thì có rất nhiều loài mà con người cảm thấy kinh ngạc không thể tin nổi sự xuất hiện tồn tại của chúng. Loài đầu tiên, rồng gai Nói tới rồng gai, chắc hẳn rằng các bạn sẽ liên tưởng tới một con rồng có gai biết bay lượn trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc hoặc cuộn tròn lại giống như một con vật trong bức hình này phải không? Tuy nhiên, đây lại là một loài thằn lằn sinh sống hầu hết trên các sa mạc tại Úc và chúng không hề biết bay. Còn con rồng trong bức ảnh trên xuất xứ từ Trung Quốc, thế nhưng nó chỉ là một món đồ chơi thôi nhé. Do góc quay từ trên xuống dưới nên chúng ta có cảm giác nó đang mở mắt, chứ thực sự thì mắt nó lúc nào cũng mở vậy bao trùm toàn bộ cơ thể là những chiếc gai sushi sắc nhọn. Ngoài ra, chúng còn có một cái đầu giả phía trên cổ giúp chúng tránh được các loài động vật săn mồi và đe dọa kẻ thù. Chúng là loài giỏi ngụy trang trên sa mạc với màu nâu và dám nắng sa mạc. Loài thằn lằn gai này có thể sống lên tới 20 năm, nhiều hơn hầu hết các loài thằn lằn khác. Loài thứ hai, chuột nhảy. Chuột nhảy còn được gọi là chuột sa mạc, sống chủ yếu tại những vùng có khí hậu khô hạn ở châu Phi, Ấn Độ chúng sở hữu vẻ bề ngoài rất quái dị với đôi tai dài của thỏ khuôn mặt và thân hình của chuột cùng một đôi chân dài và khỏe như con chuột túi tuy hình thức bề ngoài có phần kém may mắn so với các loài khác thế nhưng chuột nhảy lại sở hữu những khả năng rất đặc biệt đôi chân dài giúp chúng nhảy lò co như chuột túi đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất để vượt qua những khoảng cách đáng kể trong sa mạc bởi cát là bề mặt rất dễ bị sụt lún và khó đi một đặc điểm nổi bật khác của chuột nhảy là sự thiếu cân xứng rất lớn về kích cỡ giữa thân hình bé nhỏ và đôi tai quá khổ. Song điều này lại là một lợi thế tiến hóa bởi đặc điểm này giúp loài này tản nhiệt ra không khí nhanh hơn, hạ nhiệt cơ thể tốt hơn so với những sinh vật có đôi tai ngắn. Loài thứ ba, rắn dương vật. Rắn dương vật hoặc cái tên khác nghe mỹ miều hơn là rắn cần tăng dân số. Sinh vật kỳ dị này được phát hiện sau khi các kỹ sư tiến hành rút nước ở một đập thủy điện bắc qua một con sông với vùng rừng rậm Amazon ở Brazil. Sở dĩ, chúng có cái tên như vậy là bởi vì hình dáng của chúng giống như một chiếc cần tăng dân số thật. Theo tờ Daily Mail, người ta đã tìm thấy tổng cộng 6 con rắn mù. Mỗi con dài khoảng 1 mét, nằm dưới đáy lòng sông Madeira. Loài thứ tư, chuột chuỗi trụi lông. Trông rất lỗ bịch thế nhưng loài chuột chũi trụ lông này là siêu hùng trong vườn quốc động vật đây là một trong hai loài có vú duy nhất sống quần cư chuột chũi chúa là con duy nhất có khả năng sinh sản và đàn chuột chũi thở giống như đời sống của ong mật các chuột chũi thở đào bới hệ thống hang ngầm chẳng chỉ dưới lòng đất để đem thức ăn về cho cả đàn chưa hết chuột chũi trụi lông không hề mắc bệnh ung thư và các nhà nghiên cứu đang rất muốn tìm hiểu xem tại sao lại như vậy loài thứ năm thú ăn kiến nếu như chúng ta kết hợp một con voi và một con lợn lửng, đứa con được sinh ra sẽ trông giống như một con thú ăn kiến. Chúng nhìn giống lười hơn là các loài động vật khác, thú ăn kiến dài tới 1,8m và là loài thú có vú với chiếc mõm dài, đặc biệt hơn là cái lưỡi còn dài hơn mõm được sử dụng để bắt các loài côn trùng trong lòng đất. Chúng là một loài động vật có vú ăn côn trùng lớn có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Đây là một trong bốn loài sống của thú ăn kiến và được phân loại với các loài lười trong bộ thú thiếu răng. Loài thú ăn kiến này sống trên mặt đất, không giống như những loài bà con với nó sinh sống trên cây hoặc vừa trên cây vừa trên mặt đất. Loài thứ 6, chuột chù voi Chuột chù voi có đặc điểm hình dạng giống như loài voi lai chuột và hươu, hình dạng giống chuột, mũi dài như vòi voi và bộ lông nâu giống hươu. Chúng phân bố chủ yếu ở miền Nam Châu Phi, loài chuột chù voi này có kích thước từ 10 tới 30 cm, nặng từ 50 tới 500 g, mõm thon dài, chân khá dài, Thức ăn ưa thích nhất của chúng là những loài côn trùng như nhện, dết, động vật nhồi chân, run đất. Chuột chù voi sử dụng mũi để tìm con mồi và dùng lưỡi để đưa thực phẩm vào miệng, giống như loài thú ăn kiến. Chúng di chuyển khá nhanh và rất thận trọng. Khi phát hiện mối đe dọa nào, chúng sẽ ngụy trang bằng cách lần thật nhanh vào bụi cây. Loài thứ bảy, rồng xanh. Loài sinh vật này còn mang nhiều cái tên đặc biệt khác như rồng xanh, thiên thần xanh hay yến biển, Chúng thuộc bộ thân mềm, có kích cỡ nhỏ, một vài con nặng tới 15 kg. Chúng thường sinh sống trong khu vực nước ấm. Chúng hoàn toàn có thể nổi lên trên mặt nước một cách dễ dàng nhờ túi khí ở trong dạ dày. Đặc điểm nổi bật trong công cuộc săn mồi của chúng là chúng sẽ giữ lại ngòi chích của con mồi tại một vị trí trên cơ thể, sau đó sẽ dùng nó để chống trả lại những kẻ thù có ý định tấn công. Loài này có thể nuốt trọn con sứa mà không hề đau đớn, bởi dưới lớp da của loài này có chứa những chiếc dĩa Chúng có tác dụng như những chiếc barrier và tiết ra những chất nhầy để bảo vệ rồng xanh khỏi tác động của những cú chích này. Không chỉ có khả năng tự bảo vệ bản thân khỏi chất độc, nó cũng có thể dự trữ lượng chất độc này để sử dụng sau. Chất độc được cất trong những ngón tay gắn liền với cơ thể. Rồng xanh có khoảng 84 ngón tay như vậy. Khi không có đủ thức ăn, nó có thể ăn bất cứ thứ gì để tồn tại. Các nhà khoa học cho rằng loài rồng xanh này còn độc hơn cả sứa Manowar. Vì thế, khi tình cờ gặp những con xem biển đẹp đẽ này, hãy tránh xa chúng và không dùng tay để trực tiếp bắt lấy nó. Loài thứ 8, ếch Titicaca Đây là một loài ếch lớn chỉ có duy nhất ở hồ Titicaca, Nam Mỹ. Chúng có những lớp da xếp nếp khổng lồ, có khả năng giúp tăng rộng bề mặt cơ thể và giúp cho chúng hấp thụ được nhiều oxy hơn. Do có lớp da rộng, chúng còn được gọi là ếch biểu Titicaca. Loài ếch này đang bị đối diện với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng do bị con người săn bắt quá nhiều làm thức ăn do môi trường sống bị thu hẹp và do bị các loài sinh vật khác xâm chiếm lãnh thổ. Loài thứ 9, mọt cao cổ Mọt cao cổ là một loài bọ cánh cứng đặc hữu ở một bán đảo của Madagascar. Cổ của chúng dài hơn 2 lần chiều dài cơ thể, trông y hệt như cổ của những chú hươu cao cổ vậy. Được biết, mọt cao cổ thường dùng cái cổ dài của mình để kiếm thức ăn như một cái cần cẩu và dùng làm vũ khí đấu tranh, dành bạn tình khi mùa giao phối tới. Chúng sống ở vùng có khí hậu ấm áp, và loài đặc biệt này được tìm thấy trên đảo Madagascar ngoài khơi bờ biển phía đông của châu Phi. Chúng là động vật ăn cỏ, ăn các mô, hạt và lá cây. Một hưu cao cổ đực sử dụng chiếc cổ dài của mình để cuộn và cố định một chiếc tổ bằng ống lá. Sau đó, nó giao phối với con cái và đẻ ra một quả trứng duy nhất trong chiếc tổ đó. Loài thứ 10, cá lambrey, macaron. Cá lamprey sò dĩ có biệt danh macaron là bởi vì chúng có bộ răng sắc nhọn và thường săn mồi bằng cách bám chặt vào cơ thể và hút máu cho tới chết. Lamprey là cá giống lươn, dài trơn, cơ thể thuôn dài từ 13 tới 100 cm. Đặc trưng của loài này là miệng của nó có hình cái phễu, răng mọc lớn nhỏ tạo thành nhiều vòng. Khi gặp con mồi, nó cắm vòng răng của mình vào con vật số, số khoan lỗ và hút máu. Những chiếc răng nhọn hoắt như khai của mút đá có lỗ trên đầu nhọn giúp nó vượt qua được các lớp thịt trên cơ thể vật chủ để tới với máu và dịch lỏng khác. Con người cũng là một đối tượng để nó tấn công, nhưng hiếm khi xảy ra trừ khi nó quá đói. Có mặt từ vài trăm triệu năm trước, con vật đặc biệt này được coi là sinh vật thủy tinh cổ nhất trên trái đất. Loài thứ 11, Linh Dương Saiga. Ngày nay, số lượng loài này đang giảm đi rất nhanh và ở mức báo động đỏ. Nét đặc biệt trong cấu tạo dễ thấy nhất ở loài động vật này là cấu tạo xương rất phức tạp ở chiếc vòi của chúng kèm theo cả hệ thống tuyến nhầy nhờ đó mà mũi của chúng có khả năng tự lọc bụi và làm ẩm không khí trước khi vào phổi trong mùa đông chúng xuất hiện nhiều ở các vùng cao nguyên á âu bộ lông của saiga cũng có những đặc điểm thích nghi thật lạ vào mùa hè bộ lông của nó ngắn lại vào mùa này lưng và cổ của chúng có màu đỏ hơi vàng bụng có màu nhạt hơn nhưng vào mùa đông bộ lông của chúng lại tự phát triển trở nên dày và dài hơn bộ lông chuyển sang màu xám xịt trên lưng và cổ dưới bụng màu xám nâu vừa qua thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu về top những loài động vật kỳ lạ nhất thế giới và nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên like và subscribe kênh nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại